Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tuyệt chiêu số bầu đỉnh cao của Hà Tăng, chăm đăng ảnh cũ. Thông tin mới đây, Hà Tăng sinh con thứ ba khiến người hâm mộ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Bởi suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, Ngọc Nữ chưa từng hé lộ bất kỳ hình ảnh nào cho bản thân mang bầu bí. Dân tình cứ phải gọi là phấn khích trước tin vui của gia đình Hà Tăng và Louis Nguyễn. Nhiều bình luận chúc mừng Tăng Thanh Hà mẹ tròn con vuông, trong đó không ít ý kiến trầm trồ cho rằng nữ diễn viên giấu bầu quá giỏi. Tăng Thanh Hà hạnh phúc thông báo đã lên trước mẹ lần thứ ba ngay trước khi lâm bồn, Tăng Thanh Hà còn khoe ảnh selfie thần thái đỉnh cao. Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khi ấy người hâm mộ chỉ đinh ninh rằng người đẹp muốn ép năm phong cách. Ok, I just cut my old hair. Tạm dịch, ok, tôi vừa mới tự tay cắt tóc. Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân, không ít người nghĩ rằng vì dịch bệnh, việc cô tự cắt tóc đâu cũng là thường tình. Tăng Thanh Hà cắt tóc ngắn cách đây hơn 2 tháng, nhưng giờ đây khi tin tức, Tăng Thanh Hà sinh con được xác nhận như mẹ bỉm gật gù, hóa ra nữ diễn viên tung hint mà không ai để ý. Thông thường, các mẹ bầu sắp sinh sẽ cắt tóc để dễ dàng trong việc chăm sóc bé con hơn. Cần nhan sắc ấn tượng của Ngọc Nữ khi mang thai lần 3. Nhìn lại trang cá nhân của Tăng Thanh Hà, người hâm mộ chỉ biết cảm thán u là trời bởi nữ diễn viên không hề để lộ bất kỳ hint nào về việc mang bầu lần 3. Dù từng có nghi vấn Tăng Thanh Hà mang bầu bí nhưng người đẹp đun sự im lặng. Bên cạnh đó, bà xã Louis Nguyễn còn có chiêu xấu bầu khéo khéo. Khi diện trang phục rộng rãi để đánh lừa người hâm mộ. Tăng Thanh Hà lên đồ phơm rộng tránh gây sự chú ý vào vòng 2. Trang phục tông đen cũng góp phần giúp Ngọc Nữ thành công trong việc đánh lạc hướng sự chú ý của người hâm mộ. Ngoài việc diện những thiết kế rộng rãi tránh gây sự chú ý vào vòng 2 lùm xùm, Tăng Thanh Hà còn áp dụng tuyệt chiêu mà nhiều mỹ nhân VBIS khác ưa chuộng, đó chính là đăng ảnh cũ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chọn đăng những bức ảnh cận mặt thay vì toàn thân như trước, hoặc bà mẹ ba con sẽ sử dụng các phụ kiện khéo che chắn vòng hai tránh lộ dấu hiệu của mẹ bỉm sữa tăng thanh hà đăng tải ảnh cũ phân tán sự chú ý của các thám tử mạng ngọc nữ khéo dùng phụ kiện giấu đi vòng hai hoặc đăng ảnh từ phía sau thế này thời gian qua tần suất đăng ảnh cận mặt của tăng thanh hà khá nhiều lượng một vòng quanh trang cá nhân tăng thanh hà dễ nhận ra nữ diễn viên thời gian qua ít đăng ảnh mới của bản thân nhưng cũng vì quá khéo mà dân tình không hề nhận ra ngọc nữ có tin vui đường con cái giờ đây tăng thanh hà đã mẹ tròn con vuông dân tình càng thêm ngã mũ trước tuyệt chiêu giấu nhẹm bụng bầu của người đẹp này một lần nữa chúc mừng vợ chồng ngọc nữ đã chào đón thêm thành viên mới làm dâu nhà tỷ phú nhưng tăng thanh hà vẫn đảm bảo đảm đang hết phần thiên hạ cần hết các món từ á sang âu cũng như nhiều mỹ nhân vi khác, Ellie Trần, Bảo Thi, Tăng Thanh Hà muốn có thai kỳ không gây quá nhiều sự chú ý. Để xấu kính tin vui, nữ diễn viên bỗng dừng muốn khóc, chuộng chiêu đăng ảnh cũ cũng như diện trang phục thùng thình hoặc dùng phụ kiện che vòng hai khiến khán giả khó lòng nhận ra. Bạn nghĩ sao về tuyệt chiêu giấu bầu đỉnh cao của Tăng Thanh Hà? Chia sẻ nhé! Ba lần Hà Tăng thông báo sinh con, toàn đánh úp nhưng lúc nào cũng gây nổ mạng xã hội. Hà Tăng đã hạ sinh nhốt tỷ thứ ba vào chiều ngày 13 tháng 12. Trước đó, nàng ngọc nữ không hề hé lộ bất kỳ điều gì trong thông tin này. Tin vui này lập tức nhận được cơn bão, mừng từ cư dân mạng. Từ trước đến nay, Hà Tăng muốn thông báo tin vui một cách khá bất ngờ, không hề báo trước. Tuy nhiên, trước khi sinh con, người đẹp vẫn để lộ nhiều dấu hiệu như thường xuyên diện đồ rộng, gương mặt tăng cân chút đỉnh. Trong lần sinh con đầu lòng vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, Tăng Thanh Hà giấu kín mọi thông tin. Chỉ có bạn và gia đình của cô xác nhận với truyền thông rằng cả hai đã vỡ hòa trong hạnh phúc khi Hà Tăng sinh một bé trai khấu khỉnh. Đến lần sinh nhóc tỳ thứ hai, Tăng Thanh Hà chia sẻ dòng trạng thái đính kèm hình ảnh hai bố con đang chơi ở sân vườn. Mẹ ở với anh thì em khóc, ở với em thì anh khóc. Cứ mỗi lần nghe tiếng em, anh lại gọi mama, sợ mẹ bỏ đi. Mỗi đêm, mẹ chạy đi, chạy lại, không biết bao nhiêu lần. Thương hai cục kim cương của mẹ quá. Cảm ơn papa nhiều lắm đã chăm và chơi với anh suốt. Đây chính là lúc Hà Tăng ngầm thông báo với khán giả rằng cô đã hạ sinh quý tử lần hai. Trong lần mang thai thứ nhất, Hà Tăng thường xuyên để lộ vòng hai lùm xùm, xong cô nàng chia sẻ bất kỳ thông tin nào về hạ sinh em bé. Hà Tăng chia sẻ cuộc sống bận rộn khi phải cùng lúc chăm sóc hai con nhỏ, ngầm thông báo sinh con lần hai vào năm 2017. Ha Tăng bất ngờ thông báo hạ sinh nhóc tỷ thứ ba vào ngày 13 tháng 12. Trước đó, Hà Tăng không hề để lộ bất kỳ điều gì về việc mang thai. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.